Hello, chào mừng các bạn đến với tựa game Dragon City. Mình là Sungita đây. Và đợi tí mình đang vào game nha các bạn. Rồi, và hồi nãy thì mình cũng có lên trên kênh để mình xem bình luận á. Mình thể team đồ các kiểu á. Thì mình thấy cái hai bình luận là các bạn ấy là nói mình vào vào ban hội thế giới á. Xem thấy ngạn ngữ luôn. Thì hồi nãy mình có vào rồi các bạn ạ. Thì cái đó mình nghĩ là một điều khá là bình thường thôi. Nó rất là bình thường các bạn, không có gì phải căng thẳng cả. Mình tưởng là cả ai đã có đồng 5 sao xịn rồi, do rốt cuộc đó thì chuyện đó quá bình thường. Nên thôi ở đây mình cũng nhắc gì nhiều. Rồi tập này thì chắc là mình sẽ review con rồng này. Và ở đây thì mình thu cái phút này. À, 107 ngàn các bạn, khá là nhiều. Rồi ở đây thì mình sẽ cho up cái con rồng mà mang tên là Soul Wind Dragon ra. So Wish, con này có thể gió các bạn ạ. Rồi, đợi xíu. Rồi, bây giờ mình sẽ review con So Win này nha các bạn. Con này nó có thể gió và nó đại diện cho hướng Nam. Hướng Nam là ở bên cánh phải á, là sẽ là hướng Đông. Bên cánh trái là hướng Tây. Là ở phía phía dưới sẽ là hướng Nam và phía trên sẽ là hướng Bắc. Thì ở đây thì trong bốn cái đảo gió này thì chắc là con So này thì mình là đại diện cho hướng Nam. Chắc là mình sẽ để ở đảo này nha các bạn. Rồi, ok. So Winds Dragon, một trong bốn hướng. Ở đây thì mình đã có được một hướng. Con này thì mình lấy ở trong sự kiện Pub Sidley Island hôm qua mình chơi và nhận được. Rồi, bây giờ mình sẽ cho anh ăn lên level thôi. Con này chắc là sẽ cho ăn lên level 15 các bạn ạ. Con này có vẻ như là một con rồng Aemis. Cát của nó là cát máy đây. Mà máu của nó max chỉ có là 133.000 và 31.000 đam thôi các bạn ạ. Giờ mình sẽ cho anh ăn lên level 15. Mà là bao nhiêu máu thì chúng ta sẽ biết ngay. Đây là con này là cấp 5 rồi. Này là một con rồng Epic cấp 5 rồi các bạn. Huy chương của nó cộng 6 và cộng 7 kìa. Dạng 3 của nó thì nó như thế này. Nó thổi gió. Gió là màu xanh các bạn. Gió này nó thổi màu xanh, cuốn theo những chiếc lá bay đi. Ở chỗ này 8.200 máu này, cách 5 này. Để mình xem thử các skill của nó xem. Các skill của nó bình thường hết các bạn ạ, chỉ có gai thôi. Chỉ có gai thôi chứ nó không có cộng. Nó đánh ra lốc xoáy các bạn, nó đánh ra lốc xoáy màu xanh hướng đến đối thủ. Con này đáng tiếc là một con rồng Ibis thôi các bạn, chứ không phải rồng Legend, đáng tiếc. Gió hướng Nam. Vậy mình đặt sẽ tên là hướng Nam đây. Tại vì mình thêm chữ gió nữa sợ nó không đủ 16 ký tự các bạn ạ. Hướng Nam, con rồng này là con rồng gió hướng Nam nha. Rồi, và bây giờ mình sẽ vào sự kiện Pub Island để chiến. Tại vì chỉ còn có bao nhiêu, chỉ còn có 4 giờ nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc sự kiện này. Và tiếp theo đó là sự kiện Runner Island. Thì ngày mai thì mình sẽ mới có thể hướng dẫn cho bạn cách chơi sự kiện Runner Island nha. Và bạn nào biết rồi thì cứ chơi thoải mái nha. Rồi ở đây thì chúng ta bắt đầu xem cái nhiệm vụ này. Thì mục tiêu của mình hiện tại thì đang cố gắng muốn lấy là được cái rương này này. Cái rương này và cái rương này. À, như thế là đối với sự kiện này thì đối với mình như thế là đã quá đủ rồi. Đã lấy được ống nghiệm này á thì tốn tầm hơn 70 bước các bạn ạ, còn tầm 200 bước. Chắc là đi thôi, đi tới đâu tính tới đó, và nếu thiếu nữa thì mình sẽ tính sau. Rồi cái đây xuống nè, ở đây mình có thể lấy được cái kè 5 này các bạn. Rồi kè 5 ăn cái cam luôn đây. Ở trên màn chỉ có 5 năm cái cam thôi, khá ít nha. Đây cái 5 nữa nè. Rồi cái 5. Đây cái 6, 6 chuối. 6 chuối. Ở đây bên này rất có thể dễ tạo được cái 5 này, giờ ăn cái bông ư? 4 bông thôi bạn, 4 bông. Rồi. Ok, lấy được Christ 20 25 mảnh của con Christ. Và bây giờ chúng ta đến cái rương tiếp theo. Rương này thì bây giờ mình đang muốn tạo một cái 5 các bạn, muốn tạo một cái 5. Tạo một cái năm. Anh cái bước này.
Rồi cái này à đây xuống. Ok, được một cái năm nữa này. Rồi cái năm lá. Ở đây cái năm lá thì mình có thể ăn được cái tím này. Năm lá ăn cái tím. Bây giờ ở chỗ này hơi canh kèo. Ăn cái bông đi cho chắc kèo. Ồ, qua màn luôn rồi, hồi nãy mình không để ý. Nó thế biết qua màn thì mình chơi một một cái nước nào đó để qua màn để giành cái năm rồi. Rồi, nước 4. Ở dưới cái nước 5 kìa. Hình quá. Này chắc là hối tiếc lắm. Ở bên này là hai nước 5 hai bên luôn các bạn, khá là ngon. Mà chỉ để ăn được một thôi. Rồi, nước 5 chắc là ăn cái nho đi. Rồi, chơi skill kết hợp luôn nha. Ở bên này có thể được tạo được cái kè năm không? Rồi, mất rồi. Xuống lần nữa. Mất tiêu luôn. Phá quá. Đây xuống lần nữa. Kè xuống lần nữa. Rồi, xuống phát nữa. Muốn cho cái kè này xuống tới cái kia để ăn được cái năm kè hơi khó các bạn ạ. Quãng đường còn hơi xa. Rồi phát nữa này. Ok. Từng bước một. Rồi lấy cái năm kè. Năm này là đứng rồi, đứng hình rồi. Năm này đứng hình thì để dành để qua màn sử dụng. Bây giờ cứ ăn ở phía trên thôi. Rồi, tím nè. Cam nè. À, chuối ba đây. Rồi cái này qua. Ok, là ăn được cái nho. Rồi ở đây hai cái skill kết hợp. À, mấy cái cam nè. Rồi cam. Nho ở chỗ này khá nhiều. Chuối này qua. Rồi qua màn mất rồi. 67 nước nữa. Ở đây mình sắp lấy được hai cái rung vàng luôn nè các bạn ạ. À, rung vàng này thì nó chứa rất là nhiều cái vật phẩm Winsash. Ở đây chúng ta sẽ cố gắng kiếm thật nhiều. Rồi cái này xuống cái. Ồ, màn này mình thấy khá nhiều nước cam nè các bạn. Ngon á, 4 cam. Rồi skill luôn. À, này đây. Này qua. Này qua. Thôi ăn cái 6 đây. Mình đang muốn rất là muốn tạo được cái 5 cam chỗ đó các bạn, nhưng mà chờ hoài không thấy. À, ở trên kia mình thấy cá nước rồi kìa, có cái lá này, ăn bớt một cái. À, rớt xuống hai lần, một hai, vậy thì phải hủy cái này, phải ăn được cái này, sau đó thì cái này này rớt, ăn cái này là rớt xuống lần, ăn cái này rớt xuống lần nữa là ăn được cái lá 5. Mà bây giờ nó đang ở chỗ đó đang bị kẹt cái cam. Đang bị kẹt cái cam chỗ đó các bạn ạ. Cái này chơi skill như không rồi. Thiệt tình. À, làm sao phá được cái cam đây ta? Chuối. Phía đó mấy cái cam không xuống mà tức ghê. Rớt cái lần nữa xem. Rồi ok đẹp. Qua cái nữa nè. Phát nữa nè. Rồi được cái lá. Lá 5. Không, có cái chuối 5 phía trên các bạn ạ. Xem nữa anh ở dưới là toang kèo rồi. Rồi hợp lý anh ở dưới. Đấy được hai cái 5. Hai cái 5. Chỗ đây cái 5 nữa nè. Đó ba cái 5.
Rồi, ok, mở được rương. Ngon, 10 mảnh các bạn, 10 mảnh. Rồi, đây làm rương phát nữa. Rồi, bây giờ sẽ ăn cái cam. Cái cam. Ui, cái chuối kia nó chơi skill là bay cái đây liền. À, ăn cái cam rồi đúng không? Cái này qua. Rồi, qua mang mất rồi các bạn. Rồi, 18 cái cam và vài cái kia. Vài cái nho nữa, 11 cái nho. Rồi, còn 2 và 8. 7, 2 và 7. 4 cái đây. Rồi bây giờ cái cam cái vị như hết nữa, hết rồi. Rồi đây, quẻ lên nữa. Ồ được luôn rồi các bạn. Ngon, 10 mảnh tiếp theo. Đấy là mình cố gắng lấy hai cái rương rồi các bạn. Bây giờ còn 3 quẻ rương nữa trong cái sự kiện này. Tổng cộng sự kiện này bây giờ còn 3 quẻ rương nữa thôi. Giờ ráng lấy 3 quẻ rương nữa chúng ta thu thu thập được mát cái winsat ở trong sự kiện Bubsy Island. Để chừng nếu mà nó thiếu thì mình cũng biết được rằng là mình đã cố gắng hết sức rồi, để lấy hết sức có thể trong tất cả các sự kiện. Rồi đầu tiên thì mục đích là cái sự kiện này phải mát trước. Sự kiện này lấy mát rương trước các bạn ạ. Rồi đến cái sự kiện sau nữa thì tính sau. Cái này xuống. Cái này xuống một lần. Rồi làm sao cho nó xuống một lần nữa các bạn. Cái lé bên kia kìa. Rồi mình đã thấy rồi. Cho xuống lần nữa. Rồi, ở đây chúng ta. Ê da. Tiếc nha. Mất rồi. Giờ phải tạo một cái lé ở phía trên. Rồi cái lé này sao đây ta? Mất toàn kèo luôn. Rồi không được cái đó thì tìm cách ở bên kia. Bên kia cũng đang có cái hàng dọc đây nè, nó cũng đang hợp lý này. Giờ làm sao để rớt ra? À, nếu mà ăn cái này 3 là 1 2 3 thiếu. Phải ăn một nước cam ở bên này. Ăn một nước cam ngang ở bên này các bạn ạ. Chơi skill ngang thì mất luôn rồi. Rồi đã ăn được một nước cam ngang rồi đúng không? Bây giờ sẽ ăn cái nước này phải không ta? Ăn cái nước này cái là 1 2, đúng rồi, chính xác. Rồi đẹp, lấy cái năm nào. Cái năm này thì ăn cái cam đây. Ăn cái cam bên này rồi. 40 ốp mà 300 nước các bạn ạ, 300. 300 nước thì một nước là đâu, 300 nước cứ 70 mover thì được 100 nước. 7 lần 3 21. Wow, cái đó làm cho mình bị cản trở rất là nhiều các bạn. Cái mục 40 ốp của con Galestorm Dragon này. Cái nó chơi khá lâu. Và chắc là phải là làm thêm nhiệm vụ để lấy thêm mover rồi. Rồi cái năm này là từ từ. Mình thấy cái năm chuối rồi. Ok. Rồi cái năm này ăn cái cam trước. Rồi có cái năm nữa, ngon. Cái năm ở dưới đây ăn cái. Ăn cái đó là cái gì? Cái nho. Cái nho rồi, bây giờ ăn cái cam luôn. Ở đây có cái sáu chuối nè, sáu chuối. Rồi.
cái này sao ta? Đẩy que, đẩy que. Rồi. Cái chỗ này khó chịu nhỉ. Đây. Ê. Chỗ đó mình đang âm mưu cái năm các bạn ạ, mà khó tính quá. Tính không ra. Không đẩy qua được rồi. Rồi mắc 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 máy nước ở phía trên luôn. Đang âm mưu máy nước ở phía trên được cái năm. Rồi và video mình thấy dần dần là 15 phút rồi các bạn ạ. Mà chơi này 153 nước thì chắc là khá lâu. Nên bây giờ mình sẽ dừng video á, rồi mình sẽ chơi đến cái mức mà gần lấy được phần quà thì mình sẽ tiếp tục video và đi một vài bước lấy phần quà, dường như review phần quà cho các bạn nha. Rồi ở đây thì hôm mới giờ chơi một vài bước. Ở đây thì mình sắp sắp lấy được hai phần quà rồi các bạn. Đó là phần quà của cái Legendary Object và 2000 con. Và chúng ta chơi một vài bước nữa chắc là mình nghĩ là sẽ lấy được á. Rồi. 10 cái kia và 12 cái này. Nhanh mà. Cái này kè mình thấy khá nhiều, kè nhiều hơn chuối rồi. Hồi nãy thì kè nó ít lắm các bạn, nên nó chênh lệch về cái chuối nó thành về số 0 trước. Còn cái kè thì nó chưa kịp về. À, lá này. Bông. Rồi, kem. Ui, còn một cái à. Mình đang dòm thử, tưởng là chấp nhận được rồi chứ. À, chơi skill này. Rồi, ok, mở rương Legend trước. Ở đây mình được 25 mảnh của con Terrifying Dragon. Con này yếu lắm nha các bạn. Con này là một con rồng Legend cấp 3 hay 4 gì đó, nên là con này yếu nhất trong hệ Legend á. Các bạn có chơi thì summon về để cho vui thôi, chứ đừng có nâng cấp đem đi đánh nha, yếu lắm. Rồi và được 2000 Magic Coin. Tiếp theo thì mình sẽ chơi một số bước nữa để ráng lấy cái gọi là Poker Chest này, và khi lấy thì mình sẽ quay video tiếp nha. Rồi và ở đây thì mình sắp lấy được cái rương rồi các bạn ạ. À, bây giờ mình chỉ còn 7 mover thôi. Rồi chúng ta cùng nhau ráng lấy cái rương nữa. Cái rương này chỉ còn 6 cái kè nữa thôi các bạn, 6 cái kè nữa là đủ. Đây, 6 cái kè đây luôn rồi. Ủa, còn thiếu một à? Mình đang đợi nó hiện lên để bấm và bấm nhận đây. Mà nhìn lại nó còn thiếu một các bạn ạ. Rồi, cái 6 đây. À, chơi skill luôn không ta? Chắc là chơi skill luôn đây. Rồi, nhận rương. Rồi, ở đây mình mở tiếp là 10 mảnh quyển sách nữa các bạn ạ, khá ngon. Và bây giờ mình đã hết nước rồi, hết nước rồi. Và chúng ta xem thử là có bao nhiêu mảnh quyển sách rồi nha. À, tôi chết quyển sách. Đây các bạn ạ, 144 mảnh, tức là mình đã đạt được cái mốc 125 rồi. Và bây giờ mình sẽ thoát game vào lại để nhận phần quà, cũng như là sau đó mình sẽ dừng video một xíu để làm mấy cái nhiệm vụ này. Đây. Đó, tiếp tục cho rồng anh lai rồng để lấy thêm mover và đi tiếp, và đi tiếp để lấy thêm cái phần quà ở phía sau nha các bạn. À, cái này mà lúc đầu mình đầu tư lấy cái quả trứng Titan là ngon rồi. À, nhầm nhầm mình xin lỗi, lấy quả trứng VIP Mythic là ngon rồi. Tới bây giờ thì mình mới rảnh, mình mới bỏ game vào skip game để chơi làm nhiệm vụ lấy mấy cái rương. Rồi bây giờ các bạn đợi tí mình thoát game vào lại để nhận 20 ốp của con Win Titan nha. Ủa, mình thoát game vào lại mà nó không hiện cái bảng gì hết các bạn ạ. À, chắc là cái này thì mình chưa đạt cái yêu cầu rồi, chưa đạt cái yêu cầu để đổi được ốp của Win Titan rồi. Bây giờ mình sẽ làm nhiệm vụ lấy mover và phần quà tiếp theo thì mình sẽ quay nha. Rồi ở đây thì mình sắp lấy được cái lực con tiếp theo nha các bạn. Lực con tiếp theo là 1000 con, và sắp lấy được cái 40 orb của con rồng VIP Mythic trong đợt này rồi. Đại loại là cũng sắp rồi các bạn.
Rồi chưa? Đây, bước đây là lấy được 1.000 con nè. Rồi ok. Và cái kia 57 cái. 57 cái nho đợi khác, cái các bạn ạ. Rồi bây giờ mình sẽ dừng ha. Rồi đây, mình sắp lấy được cái quà rồi các bạn ơi, 8 cái nữa thôi. 8 cái nữa là sẽ được phần quà. Rồi cái 5 này. Hai cái bom nổ, nổ là mất cái 5 luôn á. Cái này nếu mà bây giờ mình cho nổ thì nó sẽ mất cái 5 các bạn ạ. Thì mình đánh lé đây. Rồi, cho hai cái bom nổ với nhau. Ở đây chúng ta còn hai bước đẹp. Rồi, mục tiêu tiếp theo mình đã lấy được Galestorm Dragon. Để xem thử Galestorm mình đang có bao nhiêu orb nha. Galestorm. Ở đây mình chỉ có 50 orb thôi các bạn, mới có 50 orb à. Wow, còn chặng đường khá dài, nó muốn lấy 50 orb phía sau đây nữa. Mà chắc là không lấy đâu, lấy tới cái rương Gale Focus này là đủ rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục chơi đây. Rồi còn 9 cái nha nữa thì mình sẽ lấy được cái vật phẩm Light Breezer Chest rồi các bạn. 9 cái nho nữa thôi. Sắp được rồi. 9 cái nho. 9 cái nho ở đây có vẻ như màn đang nho hơi ít các bạn. Bên đây một cái này. Rồi 6 cái nữa. 6 cái nữa tức là hai lần ăn nữa. Hai lần ăn nữa nhưng mà mình chả thấy cái nha đâu hết, thiệt là khó chịu. Kem này, cái này xuống. Rồi 4 quả nha. Này cái 6. Rồi ở đây hai cái skill kết hợp thì sẽ ăn được nha thôi. Rồi đã đủ, nhận được chest. Rồi mở được trái cây các bạn, khá cây nha. Wow, bước tiếp theo là 200. 200 để nhận được 1.000 token. 200 bước là phải tầm 170 nước nữa. Wow. Rồi ở đây mình nhận được phần quà cái rương Primal Chest các bạn ạ. Wow. Mở được con Aegis Master Dragon. Rồi cũng được. Rồi tiếp theo là Titan Aegis này. Chập nữa là khả năng cao là mình sẽ chơi được Titan Aegis và lúc đó mình sẽ mở các bạn xem luôn ha. Rồi ở đây thì mình sắp lấy được một 1.000 mover nha. 1.000 cái token rồi các bạn, sắp lấy được 1.000 token rồi. Ok. Rồi, được 1.000 token lửa. Đây, tiếp theo cái mà chúng ta mong đợi là 85 Focus Chest này và Titan Chest. Rồi ở đây mình đã lấy được là Titan Aegis rồi các bạn. Mở ra hơn nửa triệu trái cây thôi. Chứ không lấy được cái rồng. Không lấy được rồng. Cái Titan Aegis này hơi khó lấy rồng các bạn ạ. Hơi căng cho việc lấy Titan. Chủ yếu là trái cây thôi. Rồi bây giờ mình sẽ cố gắng lấy cái phần quà kia nữa là xong. Rồi đây là chiếc rương cuối cùng. Wow, lấy đi lấy rương và phần quà cũng không ngon lắm các bạn. Rồi, và trong sự kiện tổng kết, trong sự kiện mang tính chất là Bob Sisley Island thì hiện tại mình đã chơi và lấy được hết toàn bộ các rương và mở ra lấy toàn bộ những cái win có thể nha các bạn. Sự kiện này thì mình cũng nhận được con rồng hướng nam, con rồng gió hướng nam rồi đã gần thì mình đã review rồi. Và tiếp theo thì chiều nay sẽ xuất hiện sự kiện mang tên là Runner đâu cái gì ha, đúng rồi, Runner mà, sự kiện Runner Island. Và lúc đó thì mình sẽ tiếp tục cho sự kiện Runner để hy vọng có thể cày được con Light Titan hai mình xin lỗi, con Win Titan 2 sao nhé các bạn. Rồi cảm ơn các bạn nào đã cố gắng xem video nhàm chán này đến đây. Tại vì cái này mình chơi hồi mà giờ mình chơi PUBG lên mình cũng thấy nản lắm các bạn. Mình phải dừng video để lấy quà thôi chứ mình cũng không biết bình luận như thế nào. Rồi, và cảm ơn các bạn nào đã xem đến đây nha. Rồi chào tạm biệt các bạn nha.